Campuchia nói gì khi tàu chiến Trung Quốc có mặt ở căn cứ riêng? Theo ông Chung Su người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết cuộc tập trận chung rộng vàng 2024 giữa Campuchia và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5. Tờ Thời báo Khmer dẫn lời ông Chung Su ngày 9 tháng 5 rằng, một cơ quan truyền thông nước ngoài gần đây đã phóng đại sự hiện diện của hai tàu hải quân Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân Rim, cáo buộc quân đội Trung Quốc sử dụng nơi đây là căn cứ quân sự và cho rằng đây là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Trung Quốc bên ngoài đại lục, trên toàn cầu. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cáo buộc nói trên là bóp méo tình hình thực tế và nhằm mục đích đánh lừa công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo ra sự hiểu lầm về hành động và chủ quyền của Campuchia. Ông Chung Su khẳng định tôi muốn nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc là để giúp huấn luyện Hải quân Campuchia và chuẩn bị cho cuộc tập trận rồng vàng, cuộc tập trận chung lần thứ sáu giữa Hải quân hai nước vào giữa tháng 5 với chủ đề chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo. Ông Chung Su Chet nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Campuchia và Trung Quốc đã nhất trí về hoạt động đào tạo. Cụ thể, Hải quân Trung Quốc sẽ đào tạo cho Hải quân Campuchia về kỹ năng, kỹ thuật sử dụng tàu và vũ khí, cũng như các công nghệ mới khác. Bộ Quốc phòng Campuchia lên tiếng sau khi hình ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS của Mỹ, cho thấy sự hiện diện của hai tàu chiến của PLAN tại căn cứ hải quân Rim kể từ tháng 12 năm 2023. Những hình ảnh do vệ tinh Mỹ cung cấp càng làm dấy lên đồn đoán của truyền thông nước ngoài rằng Trung Quốc có căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia. Tướng Su chết bác bỏ thông tin này, gọi đó là vu khống và cường điệu sự thật. Ông Su chết cho rằng việc nâng cấp căn cứ đã góp phần hiện đại hóa hải quân Campuchia và hai nước là đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực. Ngoài ra, phía Trung Quốc đang kiểm tra chất lượng của căn cứ hải quân Rim được nâng cấp vì Trung Quốc đã hỗ trợ xây dựng các cơ sở mới tại căn cứ. Đồng thời Campuchia cũng đang có kế hoạch mua các tàu chiến tương tự như các tàu đang cập cảng tại căn cứ. Căn cứ hải quân Rim không phải là căn cứ quân sự của Trung Quốc như một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin. Ông Su Chet tuyên bố: Chính phủ Campuchia của Thủ tướng Hun Manet đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về căn cứ quân sự nước ngoài đặt trên đất Campuchia. Campuchia lý giải họ cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình vì nước này không có nhu cầu lắp đặt những cơ sở như vậy và điều này cũng vi phạm hiến pháp. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.